đi đi đâu mình đi ăn, mình ăn chứ mình mới xúc miệng chứ có quần què à gì nghĩ gì. Ủa đi ăn mà khùng này, cái nồi kia mày không muốn xử lý hả? Trời, mấy giờ nhắc tới cái nồi đó cái bụng tao nó căng tròn ghê. Giờ nhịn đói buổi sáng này nha. Đồ lên tao cũng muốn nữa, ăn muốn khác lắm, mấy cái mồi nó quá trời à, nó còn gỡ một gỗ luôn. Ăn đi về tính. Ăn đi về tính nó chết Chưa tẹt. Ăn đi về không biết đổ cái nồi đó đâu. ăn, tôi chưa ăn. Đồ không biết để được tới trưa không á Bây giờ chứ. tôi chưa cho chó ăn á. Ví dụ như mình đấm vào với con chó thì còn là Mình thắng nhưng mà mình cũng chạy ra như vậy. Mình thắng có khi là chim mất tiêu rồi đó. Lo ơi. Mình thắng có khi cu vô miệng đó. Lại táp nó trước kìa đó. Mẹ cái gì lòng thòng xuống rồi táp cái đu lên. Gì như đó táp nó đó. Táp Mình không lẽ mà kiểu mình canh đúng thời gian mình xúc nó một cái rồi. Mình có suy nghĩ rồi. Mình có sức mạnh rồi, nó có tốc độ rồi, tốc độ đó, nó nhất cự ly gì tốc độ đó ơi, ly gì tốc độ đó, cái mày chém gió kinh lúc nào cũng đỏ rồi quay đi cũng tranh thủ đó qua đi đâu đi xuống miệng nè. Mày hay quá, nãy giờ tao kêu mày đi mày không chịu đi, giờ tao đi đúng rồi. Tao nói cho nó là mày tốc độ cầm cái điện thoại theo theo chứ. Hay là để tao đi trước cho thằng. Thôi mày cút. Tao trước cho. Nãy giờ nó không chịu đi rồi giờ tao đi rồi. Tao trước cho. Tao trước cho. Tao trước cho. Được. Tao là ăn gì trời. Thì mày đi đi mày đi. Dạ đi kiếm món chay. Oh shit. Oh shit. Rồi ăn tao bây giờ chưa. Dẫu quá nó đang rồi kìa. Đổ rồi. Đổ rồi. Đổ rồi. Sugar này lạnh quá. Rồi, đây là
Bi mới nóng rồi đó. Ý nó nói vậy sao? Bi mới nóng quá. Quá ý chắc con người vậy đó bi. Ý chùa bi mới nóng không? Vì sao thật mới quay láng kìa. Cái giới về nằm ở đâu đó thôi. Ở đâu đó đó. Thấy ở đâu đó. Thấy đó. Thấy ở đâu đó đó mà. Ở đâu đó rồi đó. Ai coi cái máy quay là nó khác quá bi. Không, quay ngày hôm qua mày làm lại xuống đây thì hụt quá. Anh kia ngõ ngoài quá, giờ có máy quay nó khác hẳn quá. Thì hôm qua là tao bận edit video của cô. Hơi khác rồi đó, thái độ này đó. Chuyển đi cùng. Không nghe tai quá. Xém. Anh cũng tới rồi.